Trận thứ ba trong chiều nay là gồm có cầu thủ Châu và cầu thủ Linh chiến đấu với nhau. Trận này hình như là 0-2 à? 2-0 à? Đều. À đều à? Ở Châu xuống đều à? Đều mình thua. Các cầu thủ này lằng nhằng lắm như này. Thi đấu lại cứ thích chụp ảnh nhau rồi xong tí nữa lại lườm nhau ấy. Thắng làm vua mà thua thì cái học rồi. Đây hai cầu thủ đây. Hai ông mặc áo đen thì đấy. Rồi. Tuyệt vời. Pinh tua. Pinh tua. Rồi cứ dạo đi anh ơi, dạo đi. Đi tuần nào đi Thảo ơi. Con mới đi đâu đi, mới đi đâu đi. Dạo đi.